Anh về với ai? Dạ em về có mình ạ. Dạ em đi tục bây giờ luôn nha. Đang dục tới đây. Làm mình một mà dục được đó hả? Hết sành luôn á. Dục hết sành luôn. Anh ra để sành không á. Thì ba bé Hảo đó ha mọi người. Thì bữa nay mình tới là mình nghe tin là ba cô bé Hảo về nên mình đi xuống mình thăm, mình hỏi thăm gia đình của ba bé Hảo. Thì bây giờ xuống thì ba bé Hảo thì đang múc sình sửa sạn cái mương là đang nuôi cá cho bà mẹ bà ăn ha mọi người. Múc mương nuôi cá hả anh? Dạ. Sao cái thùng nhấn á, có khi mình không ở nhà được á, rồi nuôi cá nó lớn rồi mẹ ở nhà tự câu hay tự bắt thì anh cũng tính được. Chứ có khi rồi không ai ở nhà đó. Anh tính nuôi cá gì? Dạ em tính bắt cá chim trắng rồi á. Đứng dậy hồi sinh không? Chim trắng hả? Dạ. Chim trắng là loại chim nước ngọt mình hay là chim nước ngọt mình á? Nước ngọt là như là xương nó không có thịt phải không? Ủa bên nó thịt không có xương phải không? Ừ, cũng ít. Với cũng như vậy mình bắt cá lộn xộn á. Bắt cá lộn xộn đó thì thế là em nghĩ là anh thả cá chê ngon không? Cá chê nước ngập đi anh ơi. Đi ha. Dạ, đi. Ở trong vườn mình đây cũng ngập đó hả? Dạ. Nước mà tháng nước lớn lên ha. Tháng 10 tháng 9 tháng 10 á. Đợt rồi cũng móc sâu lắm. Rồi mới thả vậy nè. Rồi đi làm không có nhà. Rồi mẹ bà không biết nó đi chưa. Trời ơi. Với cái bọng này nó bị ấy nè, tính nó đào cái bọng này lên. Ăn âm cái bọng lại cái gốc này nè. Cho bớt mỏi. Cái bờ bên đó là của người ta ha, vườn bên đó của người ta ha. Dạ dạ. Vườn đó của mợ dâu, mợ thứ chín. Vòng vòng nhà mình là có bao nhiêu đây ha. Dạ. Chẳng móc lên là đắp be cái bò này nó có cao lên. Dạ, dạ. Nó cao lên á. Chứ dưới này là anh thả rau muống nó ăn cũng ngon đó. Dạ. Trời đất này nó hơi khô khô tí nữa rồi cái anh mua hộp cái muống vịn gãi nó lên luôn rồi. Tính nãy nữa hàng kéo cho nó cao lên á. Ừ. Chỗ này nó đừng có máy nữa. Không nó lỡ mưa lỡ nè. Với mẹ phải đi cầu á, để hôm đi trường nó té rồi. Ừ.
không biết làm sao. Có khi trong khi đó em không có nhà nữa. Cũng mạnh quá ha, móc cục bự không vậy? Tôi móc cũng là 3 cục, tôi thở không quá. Tại quen, là lao động quen ha. Tại anh đi làm cái quen. Lao động này dở lắm. Thiệt. Còn em thì tay trước lắm bụng thì nó quen. Mấy tụi em cũng bụng không chứ. Mày móc từ sáng ngày đó hả? Dạ. Này rồi cô có đi cầu đâu? Hồi này luôn hả? Dạ sớm này phải làm cái cầu lại quá. Thấy rồi nữa đâu em ạ. Móc rồi xong rồi á. Rồi đốn cây rồi á. Giờ bắt cầu rồi lại. Này mình thả cá điêu hồng cũng được cái nè. Cá tre. Dạ. Nói chung chứ nó cá chê nếu mà thả cá chê nó làm hàng dữ lắm. Dạ. Cá chê nó ít cũng nó nước ngập lại đi à. Có cá dồ nó ngập là không đi đó. Dạ. Nó quen ở chỗ điểm nào rồi nó quen. Ở ngoài luôn à. Nước ngập bờ lé lé cũng không đi nữa. Làm thả cá điêu hồng cũng ngon đó, điêu hồng nó đẻ dữ lắm á. Với cá phi rồi. Ừ. Nó cục bự dữ vậy. Với cá phi rồi nó cũng đẻ lộn xộn á. Nó đẻ cũng sai lắm, mưa xuống nè. Mưa đẻ dữ lắm. Chỉ là anh đi làm mà cô ở nhà sống một mình một ha cái chứ. Dạ chứ có ông anh đó. Nữa không cắt nhạc cũng ra kiên á. Móc nay nãy giờ mấy tiếng hồ rồi được nhiêu đó đó. Nãy giờ chừng tiếng hồ vậy. Tiếng hồ bao nhiêu đó rồi đó hả? Không hay. Móc độ tầm mới mình mấy mới lại đây mà móc được khúc dài cục này cũng mấy chà bá. Này có cái thùng nhận không? Có to gì dễ hơn chứ. Có to dễ hả? Thùng nó lâu nữa. Tại vì này kế bên hả? Bở lên. Dạ có một cây. Đây một hả? Cái trái màu gì ngồi một xài trái màu vậy? Cái đó. Hồi đó mua xài thấy xài lon á. Rồi sao nó vậy đó. Mấy kia móc chục cái bờ này. Cái bờ đó của mình ha, qua cái bờ đó bên kia của người ta. Cái bờ đó là của mẹ chính luôn. Thì mình tự cái miếng nước ra đây thôi. Dạ dạ. Sáng giờ ăn uống gì chưa, ăn cơm chưa? Dạ sớm ăn có mì kìa. Ăn mì không ăn cơm hả? Dạ. Không có đi ăn sáng ha? Dạ không. Tướng anh lực chưa? Lao động mà. Anh đi xà lan đúng không? Dạ dạ. Đi xà lan có gì tướng làm nặng nổi. Xà lan cát hay xà lan gì anh? Em đi xà lan chở kho lương thực gạo anh. À. Lấy từ ở Long Xuyên về thôi. Cái đó mình đi háng cho người ta ha. Dạ. Đó rồi đi qua Bình Miên luôn. Qua Miên luôn ha. Bình Miên lấy gạo anh về. Kế nhà nó cây. Nó có ông rùi hay gì bay dưới đâu. Đó, ông rùi. Ít dừa kìa. Có ông rùi quá. Đó, người ta cái nhà nó tiện cái. Ờ. Thì cái này anh làm xong rồi anh nghỉ trưa hết mọi người. Làm nhà. Nãy chút nữa móc chút nữa cũng rồi. Đây móc lên chút nữa chứ móc giáp này nè. Cái bọng đó mà anh âm sâu xuống chút xíu nữa cái làm cái hôm á lấy cá tự nhiên vô. Nhử cá vô. Làm cái hôm cho cá đi vô. Làm cái con bọng á. Rồi đưa cái hôm. Rồi cho nó quay vô á. Cho nó vô. Nước nó ra vô luôn.
Thì cho con cá nó vô thôi, không cho con cá ra. Đi thấy dài dài mấy cái mương mà đây cá ghê không cá, vậy? Cá rồi. Mình đây khu vực đây mình đây chắc ốc bu nhiều lắm hả anh? Cũng ít lắm. Dưới nãy, giờ nó cũng vớt nhiều quá. Nãy em đi dài dài vô thấy ốc bu quá trời. Đây, lên giường. Tắm đi. Dạ. Đây mình đây mát ha.